Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe cổ hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Con xe này thương hiệu Nationa, xe cổ nhưng mà như mới. Đấy, các bạn nhìn trên màn hình thì thấy ha. Con xe mọi thứ còn sáng choang, sơn zin không giảm tút, còn rất rất mới luôn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cùng xem. Đây. Con xe này là sườn thép rắc co, size 48 ống đứng và ống ngang là 53, size 48. Xe zin đét luôn, thương hiệu Nationa. Đây. Dây quấn là zin theo xe luôn nhé. Đây, bộ đầu của nó đây. Chuông đây. Đấy. Đây, dây quấn cũ của nó nha. Đây các bạn nhìn thấy này. Japan. Hàm thắng lười Adiacom nhé. Hàm thắng lười à. Đấy. Thương hiệu Nationa đây. Các bạn ý cái sơn zin của nó nha. Đây mình quay cận cảnh cái logo của nó này. Đấy. Sơn zin mà nó như mới thế này. Rè chắn bùn zin nhé, nhôm, cặp vỏ Nationa luôn. Cặp vỏ này là cặp vỏ Made in Japan, Nationa, vành inox nhé, vành inox 27 area. Đây, đùm của nó đây, đèn Japan luôn. Đèn này là hai lớp vỏ nhé, lớp áo ngoài này là lớp nhựa, lớp trong là lớp nhôm. Lát sang bên kia mình sẽ quay xem cái vỏ nhôm của nó cho các bạn xem. Đèn thì đang hoạt động tốt. Sơn zin. Đây, mình sẽ quay chuẩn chỉ cho các bạn xem cái sườn của nó đẹp long lanh luôn. Ngỡ ngàng luôn đấy, đây này. Bắt cận cảnh nha, đây. Sơn zin này, các bạn nhìn sơn zin các bạn biết nhé. Đấy, cái tem an ninh Nhật này. Đấy. Đây. Con này cực kỳ hiếm có, khó tìm. Nếu các bạn tìm được con xe cổ mấy chục năm rồi mà sườn sơn zin nó còn đẹp như thế này, cực kỳ hiếm nhé. Đấy. Không giảm tút luôn. Đây. Cực kỳ đẹp. Đấy. Đây này. Đấy. Bạn nào rảnh xe này nhìn thì biết à. Sơn zin không giảm tút bao luôn. Đây. Nó còn mới như thế này. Đấy các bạn nhìn này. Bạn quan nét để bạn xem nhé. Đấy, nét căng rồi đấy. Nationa. Đấy. Kể cả là cái chắn mà để chắn lip này là mà nó còn không tì vết này. Xích zin của nó đây. Xích zin mà nó còn mới như thế này. À, xích zin nhá. Đấy. Đây. Đèn kit vậy đấy. Nước thép xanh đen này. Lip thì như mới luôn. Đây, đồ của nó đây. Đĩa nhá, quên đĩa. À. Shimano nhá. Các bạn nhìn chữ Shimano không? Đó. Giò đĩa còn như mới, lít thì nó hơn mới tí. Đây, chỗ này nó lại sáng, ánh sáng nó không có. Này, quay nghiêng ra đây để các bạn nhìn thật rõ cái chỗ này sáng yếu, nhưng mà các bạn nhìn thấy không, cái lít mà hãng nó sản xuất ra làm sao thì nó còn nguyên như vậy nhé. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đây, cái nước sơn của nó này như mới luôn á, nước sơn á Shimano Japan này. Cái này nó mạ chrome mà nó còn như mới này. Đây. Shimano nhé. Đây cái cùi đè của nó này. Một con xe cổ mà nó còn mới như thế này. Đấy. Vỏ này là vỏ zin nhé, Nationa nhé. Đây vỏ này. Vỏ Nationa. Nó có chữ Made in Japan trên vỏ luôn.
các bạn về các bạn tìm ở hai bên đấy, nó sẽ có chữ Made in Japan, hình như là ở phía bên kia đây. Các bạn mua xe cổ mà các bạn kiếm được con xe mà cái xích, cái líp nó còn như thế này thì cực kỳ hiếm luôn. Natina nhé. Này. Đấy. Đây. Đèn sau của nó zin luôn. Đó. Rè chắn bùn bằng nhôm. Đấy, nó còn đẹp như thế này. Yên đây. Đấy. Đùm đấy nhé. Vành inox đây. Cam con này cam chì nha. Đấy, cam chì nguyên bản theo xe nhé. Rồi. Đấy, dòng này mà cam chì là chuẩn chỉ của nó rồi đấy. Rồi. Ok. Đây. Đấy, các bạn nhìn con xe ok không? Quá đẹp đúng không? Chuồng chắn. Và đây là mặt trái của con xe. Mình nhắc lại nhé, xe này là xe Natina, hàng nội địa Nhật, hàng Made in Japan đó. Sườn thép rắc co, sơn zin không chạm tút, sơn zin mà nó còn như mới luôn đấy. Size ông đứng 48, ông ngang tầm tầm là 53, bánh 27 đấy, tức là vành 27 á. Xe thì đẹp long lanh, phía bên này y hệt phía bên kia thì không có khác gì cả. Đây. Đấy. Các bạn nhìn nhé. Tem Nhật đây này. Xe đây. Đấy. Ở đây là cái tay đè Shimano nha các bạn. Đây. Đấy. Ở trên cái các cái cổ này này. Và ở cái tay này, các bạn về các bạn nhìn là đều có chữ Made in Japan hết nhé. Đây. Đấy. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Đây. Đấy, nó như thế này này. Đây. Các bạn cứ nhìn cái chân trống này thì biết này. Đây, chân trống zin của nó đây. Đấy. Đẹp lắm. Đây. Nó gọi là nói đùa chứ cái không phải nói chơi đâu, nhưng mà cái hàng Nhật nội địa trước nó làm cực chất này. Các bạn nhìn từ cái lò xo này. Đấy. Từ cái lò xo nó cũng quấn nhỏ hai bên bắp chuối vào giữa này. Nó cũng cả một nghệ thuật. Chứ còn những cái xe thời bây giờ nó làm cái lò xo là đầu đuôi thứ một như cái này. Nhưng mà đây nó làm rất là kỹ, mang tính nghệ thuật luôn. Đấy, đơn giản nó ở những cái chi tiết nhỏ thôi. Đấy, rất đẹp. Này. Đấy, nó cách thế vậy, đồ xịn thì nó phải như thế này. Thấy không? Này. Đấy. Đồ nó chất nó như vậy đấy. Đấy, đây nha. Cái chữ Shimano này, kể cả đây này, những cái bé tí này đều có chữ là Japan Shimano này. Đấy, đấy đây này. Shimano hết nhé. Đấy. Nói chung là xe đẹp lắm. Đây này, sơn đây này. Đấy. Nói tóm lại thì là rất hiếm khi có một con xe đẹp như thế này. Xe có tay thắng lười nhé. Không biết các bạn đã biết tay thắng lười chưa đây này. Xin lỗi các bạn nào xài quen thì không nói nhé. Nhưng các bạn mà làm quen xe thì đây, cái này gọi là tay thắng lười này, là Việt Nam mình gọi thế nhé. Đấy, thực ra nó là tay thắng phụ. Một con xe cực đẹp luôn. Rồi, bạn nào mà thích con xe này thì cứ gọi 0939086797 để chốt đơn thôi. Bây giờ mình sẽ test cái, trước mắt mình test cái đèn nhé. Cái đèn cho các bạn xem nhé, sau đó mình sẽ test bộ đề. Đây, đèn đây. Đấy, đèn sáng nhé. Còn đây, bộ đề của nó đây. Test bộ đề cho các bạn xem. Xe cổ mà mới long lanh luôn. Zin đét. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ test cái 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là chuyển động của nó 3 đĩa 6 lít nhé.
mình lên cho các bạn xem này. Tay đè cóc nha, cóc một phát là lên này. Tay đè này cực kỳ dễ lên luôn. Đấy, cứ cóc phát là lên này, cóc này. Đấy. Ok không? Dòng này lên cực chuẩn luôn. Xuống này, cóc phát xuống này. Đấy, các bạn không phải căn đè. Đấy. Các bạn nghe thấy không? Tay đè cực kỳ xịn luôn, cóc phát đấy này, cóc này. Lên này. Đấy. Chả này, nhẹ bâng. Nó đang bị các bạn nghe tiếng cong cong ở đây nhá. Cái căm nó đang cọ vào đây nhá. Để mình sẽ dừng lại, mình chỉnh lại nó chút. Đây cái căm này. Đấy, nó vẫn còn chạm. Thôi kệ nó. Đây. Cái tay đè của cái con này cực kỳ dễ lên nhá. Và nó chuẩn. Đây nhá, các bạn nhìn là nó đang ở cái đĩa số 2 đấy nhá. Mình sẽ về đĩa số 3 nhá. Rồi nó về đĩa số 3 rồi, số 3 rồi lên. Đấy. Đấy, lên này. Rồi nó lên số 2 đây. Đấy, lên số 1 luôn nhé. Số 2, số 2, số 3 trống này, 2 3 trống, hiện tại nó đang ở số số 1. Chớn của nó thì cực kỳ ngon nhá. Chớn cực kỳ ngon, nhưng mà hiện tại đây này các bạn này, nó đang vướng cái này. Đấy, nó cứ cọc cọc ấy. Đây này, đấy, quay giữ ra này nó hết tiếng cọc cọc ấy này. Đấy. Cho nên là mình sẽ không test chớn nữa nhá. Đây này mình bỏ ra nó lại cọc cọc này. Đấy. Nó vướng cái đấy cho nên là không test chớn được. Chớn thì yên tâm, đùm Nhật xịn. Chớn thì cực ngon luôn. Đấy, nó cứ tiếng cọc cọc nó vướng vô cái cao su đó, nó chặn cái bị vướng. Đấy, như vậy là vừa rồi mình đã test chuyển động này, rồi test đèn cho các bạn xem. Một con xe đẹp long lanh. Rất đẹp nhá. Mình xin nhắc lại là một con xe mà đẹp mà còn mới. Còn zin còn mới như cái này là cực kỳ hiếm nhé. Sơn zin mà như mới vậy.